Thế đây, trên tay mình đang cầm hai chiếc iPhone 11 Pro hàng zin nguyên bản. Lưu ý đây là hàng zin nguyên bản nhé. Một cây thì sạc 114 lần nhưng pin còn 100. Một cây sạc có 56 lần, pin thì còn 97. Cái điều này là nghịch lý đúng không? Bình thường nếu sạc ít thì pin còn cao, sạc nhiều thì pin phải thấp đúng không? Nhưng cho các bạn xem nhé, bên trong series từng con máy đây. Đó. Và cắm phần mềm Powertool để cho các bạn xem cái số lần sạc và cái phần trăm pin ở trong Powertool. Đây nhá. Sạc 114 lần, pin 100%, chuẩn số series nhá. Đây. Z1N6i4 nha. Còn đây nha, QN6i4 nha. Con này sạc 56 lần, cho mọi người xem luôn trong phần Powertool nha. Sạc 56 lần, pin 97%, chuẩn series nha. Và bây giờ mình cho luôn xem cái phần trăm pin ở trong bên trong cài đặt của con máy nha, cho mọi người nhìn nha. Đây bên trong cài đặt từng con máy nha. Một con pin 100, một con pin 97 nha. Đúng nha. Thì ở đây mình sẽ giải thích cho các bạn vì sao nó có cái hiện tượng như thế này. Có những cây máy hàng chưa qua sử dụng. Hàng chưa qua sử dụng nghĩa là sạc một lần, hai lần hoặc là sạc không lần nhé. Thì đấy gọi là hàng chưa qua sử dụng. Nhưng nó cũng bị sụt phần trăm pin nhé. Ví dụ con máy này thì nó là 100% pin, sạc mới có một lần. Thì nó là hàng chưa qua sử dụng nhưng đủ 100%. Nhưng có những con máy nó bị sụt phần trăm pin mặc dù nó chưa qua sử dụng. Thì ở đây cái lý do vì sao lại có những con máy đấy là sạc nhiều mà pin lại cao, có những con máy sạc ít pin lại thấp. Thì nó có những nguyên nhân như sau. Nguyên nhân thứ nhất, đấy là iPhone nó thông báo cái phần trăm pin không chính xác tuyệt đối 100%. Tại mình đã từng làm những cái video rồi. Các bạn có thể lên trên kênh của mình ấy, mình đã từng làm video mình chứng minh cho các bạn thấy đấy. Có rất nhiều cây máy đấy là phần trăm pin cao, nhưng cái thời gian sử dụng thực tế nó lại ít hơn là những con máy phần trăm pin thấp. Tại vì cái thông báo phần trăm pin trong cài đặt của Apple nó chỉ mang tính chất tương đối. Mà tương đối đấy thì nó sẽ không thể nào chính xác tuyệt đối được. Lý do thứ hai, nếu con máy nó thông báo đúng tình trạng của quả pin, có nghĩa là quả pin dung lượng cao nó sẽ sử dụng được thực tế lâu hơn quả pin dung lượng thấp ấy. Thì ở đây nó có nguyên nhân, đấy là do quả pin dung lượng thấp nó bị sử dụng ngắt quãng và nó có thời gian đợi chờ quá lâu, cho nên là cái phần trăm pin nó bị hao hụt. Các bạn cứ hiểu nôm na như thế này nhé. Có nghĩa là cái quả pin mà bạn sử dụng thường xuyên chưa chắc nó đã hao hụt nhanh bằng cái quả pin bạn cứ để đấy bạn không sử dụng. Và có rất nhiều những cây máy, những trường hợp đấy là để không sử dụng vài năm, đến lúc mang ra để sử dụng thì quả pin nó còn bị hỏng. Đấy là điều bình thường. Thế nên có rất nhiều trường hợp những cây máy đấy là sạc ít lần nhưng pin lại bị hao hụt nhanh hơn những cây máy sạc nhiều lần. Đó là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba là quả pin của cây máy sạc ít lần nó kém chất lượng hơn quả pin của cây máy sạc nhiều lần. Nhiều bạn bảo đấy là cùng là pin chính hãng của Apple thì làm gì có cái chuyện đấy xảy ra. Các bạn nhầm. Thế cùng là cây máy chính hãng của Apple sao lại có cây máy bị lỗi, có cây máy lại không lỗi? Tại vì đơn giản nhất, nếu nó sản xuất dây chuyền thì không tránh khỏi cái điều đấy. Không tránh khỏi cái điều đấy. Chẳng qua sản xuất nó đạt tiêu chuẩn của Apple, đạt tiêu chuẩn của Apple, nhưng có những sản phẩm nó kém chất lượng hơn sản phẩm khác. Đấy là điều bình thường. Thế nên nó mới sinh ra đấy là có những con máy nó bị lỗi, có những con máy nó không bị lỗi. Có những con máy sử dụng cả 5 năm, có những con máy chỉ sử dụng 1 năm, có những con máy chỉ sử dụng 1 tháng. Đấy là điều bình thường mà. Các bạn phải hình dung, nó là điều bình thường. Thế nên ở đây nó có 3 nguyên nhân đấy xảy ra. Còn với hai cái máy kia thì mình nghĩ nó sẽ rơi vào cái trường hợp thứ nhất, đấy là cái phần trăm pin trong cài đặt nó thông báo không chính xác cái phần trăm pin thực tế của cây máy. Tại vì sao? Tại vì hai cây máy cùng được sản xuất là ngày 8 tháng 9 năm 2019 và cùng là bản demo. Thế nên nó chênh nhau có vài chục lần sạc, một cây 114 lần sạc, một cây 56 lần sạc. Thì cái phần trăm pin của nó gần như là không chênh nhau nhiều. Đảm bảo với các bạn là không chênh nhau nhiều. Còn hai cây máy kia thì mình sẽ nghĩ nó rơi vào cái trường hợp thứ nhất. Vì sao? Vì hai cây máy là cùng sản xuất một ngày, ngày 8 tháng 9 năm 2019 và cùng là bản demo. Cho nên là cái lượng sạc chênh nhau có vài chục lần thì nó không đáng kể. Cho nên cái phần trăm pin hai cây máy đảm bảo với các bạn là nó gần như là xem nhau, không có gì là khác biệt cả. Thế nên là khi các bạn đi chọn máy cũ, các bạn rất sợ cái phần trăm pin nó bị xuống nhanh. Ví dụ đang 90% dùng có khoảng tầm 1 tuần, 2 tuần nó xuống 88 hoặc 87%, bạn sợ nó bị kích pin. Nhưng có thể cái cây máy đấy của bạn ấy nó đang trong cái quá trình bị lão hóa, quả pin nó đang trong quá trình lão hóa rồi, cho nên xuống rất là nhanh. Còn chọn máy mới bạn sẽ chẳng bao giờ bạn quan tâm đến quả pin nó cả. Mặc dù có thể có cây máy nó xuống nhanh hơn, có cây máy nó xuống chậm hơn, nhưng bạn không quan tâm đến điều đấy. Tại vì sao? Tại máy mới nó không có cái hiện tượng bị kích pin. Thế nên mình khuyên thật, nếu chọn máy cũ cứ mở nó ra mà xem, kích pin nhìn phát biết ngay đấy mà. Thế nhá.